Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Theo kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tháng 1 năm 2024, tổng hợp các nhóm chỉ số của tỉnh Hưng Yên đạt 73,61 điểm, xếp hạng thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch 6,9 trên 18 điểm, chỉ số tiến độ giải quyết 19,3 trên 20 điểm, đạt tỷ lệ 96,38%, xếp hạng thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số dịch vụ công trực tuyến 8,1 trên 12 điểm, chỉ số thanh toán trực tuyến 5,2 trên 10 điểm, đạt tỷ lệ 38,19%, xếp hạng thứ 30 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số mức độ hài lòng 18 trên 18 điểm, chỉ số về số hóa hồ sơ 16,1 trên 22 điểm. Trong đó, việc cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính đã được triển khai tại 100% đơn vị trên địa bàn tỉnh. Về kết quả cụ thể, một số nhóm tiêu chí của các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tình hình kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các sở thông tin và truyền thông, văn hóa thể thao và du lịch đạt 100%, thấp nhất là sở lao động thương binh và xã hội đạt 89,74%. Để giữ vững an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giúp nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, Công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, duy trì an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngay từ cuối năm 2023, Công an huyện Ân Thi đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phương án phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Trong một tháng trở lại đây, Công an huyện Ân Thi đã phát hiện và xử lý 40 vụ việc, trong đó có 4 vụ về trật tự xã hội, 3 vụ tàng trữ pháo nổ, 19 vụ việc liên quan đến tàng trữ và mua bán chất ma túy, 7 vụ việc về trật tự an toàn giao thông. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cùng với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, công tác chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng được cấp ủy chính quyền, tổ chức chính trị xã hội cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Kim Động chung tay thực hiện để mọi người, mọi nhà đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Kim Động đã phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ra soát lập danh sách cần hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, vận động sự ủng hộ và tham gia của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp để mang đến cho các gia đình một mùa xuân ấm áp, vui vẻ và đầy ý nghĩa. Từ các nguồn lực và nguồn ngân sách của địa phương, đã có trên 16.000 cá nhân, gia đình chính sách, người có công và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được thăm, chúc Tết, tặng quà Tết với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền huyện Kim Động và sự chung tay góp sức của toàn xã hội đã mang đến cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết vui vẻ, đầm ấm và ý nghĩa. Mặc dù đã bước vào những ngày cận Tết Nguyên đán, tuy nhiên tại chợ Hoa Xuân thành phố Hưng Yên, sức mua các mặt hàng hoa, cây cảnh vẫn diễn ra cầm chừng, không tăng đột biến. Như mỗi năm, chợ Hoa Xuân thành phố Hưng Yên bày bán đa dạng các mặt hàng hoa cây cảnh, gồm các loại cây hoa truyền thống có tại địa phương như đào, quất, bưởi cảnh, đến các loại hoa nhập từ nơi khác về như đào Nhật Tân, mai Bình Định, tulip Đà Lạt, đào đá Sapa, lan hồi điệp. Các tiểu thương cho biết nguồn hàng và giá cả các loại cây hoa năm nay cơ bản ổn định như năm trước. Riêng đào cảnh có phần giảm, song ghi nhận vào trưa ngày 28 Tết, lượng khách hàng đến xem, chọn mua, chợ hoa vẫn khá thư thớt. Một số gian hàng đã bắt đầu giảm giá để cải thiện sức mua. Các tiểu thương hy vọng sang ngày 29-30 Tết, cán bộ công nhân viên người lao động được nghỉ Tết thì sức mua sẽ tăng lên. Chuyển sang thông tin khác. Điều chỉnh giá điện phải phù hợp thị trường, không giật cục, nóng vội. Đây là thông tin được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tại buổi làm việc với 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ngoài điều hành giá, Thủ tướng cũng nhắc lại yêu cầu với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN không được để thiếu điện thời gian tới. Thủ tướng giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam TKV bảo đảm đủ dầu khí và than cho sản xuất điện theo kế hoạch. Bên cạnh phương án về nguồn, việc đẩy nhanh thi công và đưa đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch phố nối vận hành trong tháng 6 năm nay cũng góp phần đảm bảo đủ điện trong năm 2024. Theo Bộ Công Thương, đến nay đã có 46 trên 63 tỉnh, thành phố có báo cáo về việc triển khai xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Việc chuẩn bị nguồn hàng hóa được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện sớm. Các mặt hàng tập trung chủ yếu phục vụ nhu cầu Tết của người dân như lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, bánh mứt kẹo, xăng dầu. Đến nay,
Theo báo cáo của các địa phương, tình hình hàng hóa dồi dào, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, giá cả không có biến động bất thường. Bước vào mùa lễ hội xuân 2024, để các lễ hội diễn ra an toàn, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương có lễ hội lớn, trọng điểm cần giám sát chặt chẽ đối với lễ hội tập trung đông người. Cục Văn hóa Cơ sở nhấn mạnh các địa phương phải bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện giải pháp nhằm loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Các địa phương thanh tra, kiểm tra, giám sát trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những vi phạm, hành vi lợi dụng di tích lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép. Theo phản ánh của nhiều khách hàng, những ngày giáp Tết, nhiều người không thể chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng do hệ thống bị quá tải. Đơn vị trung gian thanh toán NABAS cho biết sẽ phối hợp với các ngân hàng thành viên triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường nhân sự 24/7 để cung cấp các dịch vụ chuyển tiền thanh toán thuận tiện an toàn. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo vận hành hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính, bảo đảm hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt 24/24 giờ và 7/7 ngày, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM trước và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chuyển sang phần tin quốc tế, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng tới gần 2 tỷ người dân trên toàn thế giới, coi năm mới âm lịch là dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Trong thông điệp gửi qua video, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời chúc mừng năm mới tới những quốc gia đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tổng thư ký nhấn mạnh, rồng là hình ảnh biểu trưng cho năng lượng, trí tuệ, sự bảo hộ, may mắn và thế giới cần những điều này để vượt qua những thách thức toàn cầu, hướng tới tương lai hòa bình, ổn định và bền vững. Ngoài ra, Tổng thư ký Guterres cho biết, việc chào đón Tết Nguyên đán tại Liên Hợp Quốc năm nay cũng rất đặc biệt, bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong cuộc họp cuối cùng của năm 2023 đã thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hàng năm của Liên Hợp Quốc. Đây được xem là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hóa cổ truyền Á Đông, đồng thời là kết quả của quá trình phối hợp vận động tại Liên Hợp Quốc. Trong đó Việt Nam là một trong 12 nước tham gia thư chung gửi lãnh đạo Liên Hợp Quốc hồi tháng 8 năm ngoái và tích cực thúc đẩy việc này. Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất mục tiêu khí hậu đầy tham vọng cho Liên minh châu Âu EU trong cắt giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, đề xuất không đề cập tới việc cắt giảm khí thải trong nông nghiệp và được xem nhằm trấn an nông dân châu Âu trong bối cảnh làn sóng biểu tình tiếp diễn ở nhiều nước trong khu vực. Cụ thể, EC đề xuất EU cắt giảm lượng phát thải khí lên mức 90% vào năm 2040. Tuy nhiên, dự thảo đã lược bỏ mục tiêu cắt giảm khí thải trong lĩnh vực nông nghiệp, một trong những nguyên nhân dẫn tới làn sóng biểu tình của nông dân nhiều nước châu Âu thời gian qua. Trong lần dự thảo trước, EC đề xuất lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2040 cần cắt giảm 30% lượng khí thải, không phải CO2, so với mức của năm 2015 để phù hợp với mục tiêu khí hậu chung của EU. Theo kế hoạch, EC và Nghị viện châu Âu khóa mới được thành lập sau cuộc bầu cử tại EU vào tháng 6 tới sẽ thông qua mục tiêu khí hậu cuối cùng. Trong khi đó, làn sóng biểu tình của nông dân vẫn tiếp diễn trên khắp châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 6 tháng 2 đã coi thuốc lá là một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng lớn nhất. Tuyên bố được đưa ra tại hội nghị lần thứ 10 các bên tham gia công ước khung của WHO về kiểm soát thuốc lá. Phát biểu tại sự kiện trên, Tổng giám đốc WHO khẳng định thuốc lá vẫn là một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng lớn nhất mà thế giới phải đối mặt, khi sản phẩm này là nguyên nhân dẫn tới 8,7 triệu người tử vong mỗi năm, chủ yếu liên quan tới các bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường và một số bệnh lý khác. Cũng theo Tổng giám đốc WHO, rất nhiều việc cần phải làm, đặc biệt là tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, nơi ngành công nghiệp thuốc lá ngày càng hoạt động tích cực. Do vậy, ông kêu gọi cần đẩy nhanh việc thực hiện công ước khung và cam kết thúc đẩy toàn lực việc bảo vệ sức khỏe, duy trì thế giới an toàn và giúp đỡ những người yếu thế. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.